Thế giới đang rối ren, nước Nga lại bất ngờ làm điều đặc biệt này với Việt Nam khiến nhiều nước vắt thèm. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, thế giới đang phủ một màu đen u tối vì chiến tranh giành quyền lợi, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, triền miên nổ ra khắp nơi. Giữa cuộc đua không lối thoát ấy, gọi Mỹ là ông trùm truyền thông chưa bao giờ là sai. Phương Tây đang áp dụng các lệnh cấm vận để gây sức ép lên chính phủ của ông Putin, đồng thời dùng lời ong bướm kêu gọi các quốc gia trên thế giới quay xe, rút hết mọi mối tương giao với Nga, hòng cô lập nước này. Nhưng mà chắc Mỹ chẳng ngờ được rằng Việt Nam không những là bỏ rơi Nga, mà ngược lại chúng tôi còn cùng nước Nga bắt tay song hành, hợp tác đa phương với những kế hoạch hoành tráng ngoài sức tưởng tượng. Những kế hoạch ấy là gì, có giá trị lớn đến cỡ nào mà khiến cả châu Âu thì nóng mặt, Mỹ thì hậm hực ganh tị? Mời các bạn hãy cùng với chúng mình đi hết video ngày hôm nay để tìm câu trả lời. Đã hòa bình, thế nhưng Việt Nam ta chưa bao giờ quên những người đang từng gồng mình lên để giúp đỡ mình thời còn chiến tranh loạn lạc. Yếu tố không kém phần quan trọng dẫn tới chiến thắng của dân tộc Việt Nam chính là dòng chảy không ngừng nghỉ của các loại vũ khí đến từ Liên Xô đã giúp cho Việt Nam đánh bại Mỹ. Chiến tranh qua đi, thế nhưng món nợ ân tình ấy chưa bao giờ được trả hết. Vậy nên, sợi dây thân tình Nga-Việt chưa bao giờ phôi phai. Có chặt cũng không đứt, có bứt cũng không rời. Và mới đây, tờ báo Nga đã đặc biệt đánh giá Việt Nam là điểm tăng trưởng hấp dẫn dành cho xuất khẩu của Nga. Các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga của phương Tây đã hạn chế rõ nét đối với quá trình của các nhà xuất khẩu Nga thâm nhập và làm việc vào thị trường nước ngoài. Trong tình hình này, Nga nô nức tổ chức hàng loạt các cuộc triển lãm quốc tế tại các nước thân thiện và đặc biệt chú trọng Việt Nam. Có thể ví von một cách đầy hình ảnh rằng, các triển lãm chẳng khác gì là môi trường đầy tiềm năng, là đại dương dồi dào để những chú cá háu ăn như Việt Nam thỏa sức vẫy vùng. Để mình liệt kê sương sương những chiếc triển lãm vô cùng thú vị sắp diễn ra với sự kết hợp hoàn hảo của hai nước Nga-Việt nhé. Tại Việt Nam vào tháng 8 vừa qua thì Nga trưng bày sản phẩm tại triển lãm nước hoa, mỹ phẩm. Tháng 9 thì sẽ tham gia triển lãm dành riêng cho chủ đề chăm sóc sức khỏe. Rồi tháng 11, hội chợ triển lãm về thực phẩm dinh dưỡng. Sau đó sẽ tiến hành triển lãm công nghiệp Expo Russia Việt Nam 2022 tại Hà Nội. Và từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12, 300 đại diện Nga sẽ tham gia tích cực vào triển lãm quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn biết rồi đấy, tại những triển lãm này lại có thêm hàng loạt những chiếc hợp đồng tỷ đô được ký kết. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Các bạn thấy đấy, dù khủng hoảng hay là khát năng lượng, dù chiến tranh hay là cấm vận bủa vây, Việt Nam trước sau vẫn hợp tác kinh tế với Nga rất hiệu quả. Trong khi vẫn tập trung đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga cũng đang phải vất vả đối phó trên mặt trận kinh tế trước sức ép khổng lồ từ những đòn cấm vận của phương Tây. Vừa qua, dự án nhà máy nhiệt điện khí Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho công ty thuộc Liên bang Nga làm chủ đầu tư. Dự án nhà máy nhiệt điện khí Quảng Trị dự kiến đưa vào vận hành từ sau năm 2023 sẽ bổ sung thêm điện năng cho nhu cầu phụ tải điện của khu vực miền Trung nói chung và nước ta nói riêng. Trong hoàn cảnh Nga-Ukraine đang căng thẳng vô độ, Việt Nam vẫn ngang nhiên ẵm chọn những chiếc hợp đồng khổng lồ nên đã khiến truyền thông Trung Quốc, Mỹ lần lượt lên tiếng đưa tin. Và nhiều khán giả đã tỏ ra khó hiểu, thậm chí là còn bất bình và đặt điều nói xấu những điều không có thực về Việt Nam. Thì ra đây là lý do Việt Nam bỏ phiếu trắng và không ủng hộ Ukraine loại bỏ Nga, chính là vì tham lam chiếc hợp đồng nhiều tiền này. Thế giới đang đau đầu với chiến tranh, ở đây là chuyện hợp tác làm ăn, phát triển kinh tế, có ích kỳ quá hay không? Trời hai đấu một là không công bằng, Việt Nam đang muốn kết thân với Nga để có ý đồ xấu với nước Nga một ngày không xa, Nga nên cẩn thận. Tài nguyên là nguồn tài sản to lớn của một quốc gia, đâu phải cứ nói chia sẻ là chia sẻ được đâu. Tôi tin chắc rằng là phía sau còn có nhiều điều uẩn khúc mà cả hai nước này mới biết. Có thể nói rằng, những bình luận trên đây đều rất khó có thể chấp nhận được, bởi lẽ Việt Nam chúng ta xưa nay luôn như phân định rạch ròi trong mọi chuyện, chuyện nào ra chuyện đó. Việt Nam trở thành đối tác quan trọng của Nga vì Việt Nam không ủng hộ các chính sách cấm vận của phương Tây. Nga tỏ ra không hề lung lay hay là khoan nhượng dù chỉ một giây. Tuy về quân sự, Nga số 2, không ai số 1, nhưng thật sự ấy, về kinh tế thì Nga vẫn loay hoay ít nhiều để tìm giải pháp cứu cánh. Và lúc này thì Việt Nam sẽ giúp Nga không bị phụ thuộc vào đất nước khổng lồ tỷ dân. Điều này tưởng chừng như là khó tin nhưng hoàn toàn là có thật các bạn ạ. Chắc các bạn cũng biết lâu nay là liên doanh Việt-Nga, Vietsopetro trong lĩnh vực dầu khí vẫn đang diễn ra hết sức trôi chảy và ngoạn mục, chưa từng bị gián đoạn bởi bất kỳ thế lực nào. Có thể nói rằng dường như Việt-Nga đang có nhiều giao kèo, kết nối hết sức mật thiết và đang là một bộ đôi đáng gờm trên bản đồ kinh tế thế giới.
Đây là hoạt động cụ thể hóa những năm tháng gắn kết như anh em của Việt Nga, luôn chơi đẹp với nhau và chưa phản bội nhau dù chỉ một lần. Đến nay, Nga vẫn luôn là nhà cung cấp vũ khí lớn cho Việt Nam. Mới đây, thì công ty thương mại Siberia đã tổ chức Liên đoàn Thương mại Việt-Nga trong thành phần bao gồm các cơ cấu kinh doanh của cả hai nước. Nhiệm vụ là đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc trực tiếp giữa hai bên, giảm thời gian và chi phí tài chính của họ khi tìm kiếm đối tác. Gần đây, thì Nga còn thu hút các nhà đầu tư ngược lại từ Việt Nam trong dự án sản xuất gỗ sẻ. Đây là một cái bắt tay để cả đôi bên cùng có lợi. Không thể nói rằng Việt Nam lợi dụng Nga bởi đây là một thương vụ làm ăn mà đôi bên cùng có lợi. Nhưng dù bây giờ cư dân mạng và chính quyền Tây Phương có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể nào làm lung lay sức mạnh của bộ đôi siêu cường Việt-Nga cả. Vâng, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình cảm giữa Nga và Việt Nam thì tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Giờ đây, khi nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với những vấn đề đáng kể do các lệnh trừng phạt của phương Tây, nó đã đóng băng hầu hết các tài sản ở nước ngoài của Nga và là nguyên nhân chính khiến dòng chảy thương mại sang Nga bị tác động tiêu cực. Nhiều ngành hàng xuất khẩu sụt giảm sâu. Trong lúc phương Tây giáng đòn trừng phạt mạnh và quyết liệt hơn với Nga, Việt Nam ta với mối thân tình, anh em như anh em một nhà nổi lên như một ngôi sao sáng giúp Nga hạn chế ảnh hưởng nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt. Nga và Việt Nam là hai nước, nhưng có chung những cái gai chuyên cướp đất, cướp biển, chuyên tạo áp lực. Đó chính là ông bạn già khó chơi Trung Quốc và người khổng lồ Hoa Kỳ. Mỹ đang ra sức tạo sức ép lên Nga từng ngày từng giờ, còn Việt Nam thì muốn giữ lại chủ quyền đất nước. Hai nước có chung mục tiêu, nhân đôi sức mạnh chắc chắn sẽ khiến thế lực thù địch khiếp sợ và rút lui. Phía Việt Nam, chúng ta phải tiếp tục được nhận được nhiều hợp đồng chất lượng từ Nga, đồng thời nhận thêm nhiều nguồn vốn đầu tư rót vào ngày càng nhiều. Trên các bảng tin điện tử, video hay là clip, bài viết phân tích về hợp đồng mới của Việt-Nga trong lĩnh vực dầu khí, không khó để đọc được những dòng bình luận của người dân Việt Nam. Đa phần mọi người đều lo lắng rằng lần này Việt Nam sẽ bị nguy cơ bị Mỹ căm tức và dòm ngó. Nhưng ai ai cũng đều rất mạnh mẽ phản kháng lại. Chúc cho quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển giống như nghĩa tình hữu nghị sâu nặng Việt-Nga trong cuộc chiến tranh giữ nước của Việt Nam trước đây. Cô gái Việt bên cô gái Nga, hai người vừa đi vừa hát ca, chúc tình hữu nghị Việt-Nga đời đời bền vững. Tôi chưa bao giờ được sang nước Nga và cũng chưa dùng hàng hóa sản phẩm của Nga bao nhiêu, cũng chưa tiếp xúc với người Nga, nhưng tôi rất thích nước Nga và luôn ủng hộ Nga về mặt tinh thần. Nếu những hàng hóa của Nga có mặt nhiều trên thị trường tiêu dùng Việt Nam, tôi nhất định sẽ tiêu dùng ủng hộ. Nước Nga và người Nga rất đáng tin cậy, mong cho tình hữu nghị và sự hợp tác Việt Nam và Nga luôn bền vững và phát triển mạnh mẽ. Thật đúng là như vậy. Về ngoại giao, Việt Nam có thể trung lập, không ngả về bên Đông cũng chẳng hướng về bên Tây. Nhưng trong hợp tác kinh tế, không có lý do gì mà chúng ta phải hùa theo Mỹ và đồng minh để tẩy chay một người bạn thân tình như là nước Nga cả. Việt Nam và Nga vẫn đang trên mối quan hệ hợp tác làm ăn cực kỳ tốt đẹp. Không thể nói rằng Việt Nam lợi dụng Nga bởi đây là một thương vụ làm ăn mà đôi bên đều cùng có lợi. Nhưng dù bây giờ cư dân mạng và chính quyền Tây Phương có nói gì đi nữa cũng chẳng thể làm lung lay sức mạnh của bộ đôi siêu cường này. Sự thật vẫn là sự thật. Việt Nam đã được Nga cho vào danh sách ưu tiên thì luận điệu của những kẻ đứng bên ngoài chẳng có nghĩa lý gì cả. Các bạn có quan điểm gì với những kế hoạch mà Nga và Việt Nam đang hướng đến? Nó có thực sự là có lợi cho Việt Nam về cả tình cả lý hay không? Bình luận ngay bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Và đến đây thì Việt Nam Stronger xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng lần sau.